nhanh. Sự quyết tâm như vậy cũng rất là tốt. Các bạn thấy này, chơi cái gì cũng phải có quyết tâm. Em Dương chỉ rơi nước mắt một chút thôi nhá, không sao cả, bởi vì em ấy tiếc nuối cho cái hiệp thứ năm thì sau, có nghĩa lẽ là trong lúc giải nó có bị lỗi một chút công thức gì đó nên em mới tiếc lắm. Những giọt nước mắt đã rơi, ok, trong thể thao những giọt nước mắt rơi là chuyện bình thường. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà anh Lâm. Và đây là anh Lâm các bạn ạ. Mình đã solo với anh Lâm 3 lần. Lần đầu tiên tại nhà anh Lâm là, lần đầu tiên ở sân bóng là anh Lâm thắng. Lần thứ hai là ở nhà anh Lâm là mình thắng các bạn ạ. Còn lần thứ ba cũng ở sân bóng nhưng mà mình thắng các bạn ạ. Anh Lâm hôm đấy về nhà tỏ ra rất bực bội và anh Lâm đã luyện rất nhiều công thức nâng cao nên là hôm nay mình sẽ tạo cơ hội cho anh Lâm phục thù các bạn ạ. Hôm nay người chiến thắng sẽ giành được phần thưởng 20.000 các bạn ạ. Ok, bây giờ anh Lâm có tự tin không? Không biết. Không biết anh. Một kẹp hai cái bánh mì đấy. Ăn gì, anh em muốn solo trong mấy hiệp? 7. Anh Lâm nhất trí không? 5 à? Okay. Cũng được. Cũng được. Ai ăn gì? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Hiệp đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Các bạn nhỏ hãy quan sát thời gian chạy trên màn hình nhá. Bỏ cái chân ra. Hai vận động viên xong chưa? Chuẩn bị này. 1, 2, 3 bắt đầu. Hai anh em đã thống nhất là solo trong 5 hiệp. Như lúc nãy bé Dương có giới thiệu thì hai bạn nhỏ đã gặp nhau 3 lần và phần thắng đang nghiêng về em Dương. Thực tế thì anh Lâm giải Rubik nhanh hơn nhưng trong thi đấu anh Lâm tâm lý không tốt bằng em Dương nên đã thua 2 trận và hôm nay là trận thứ 4 hai anh em gặp nhau. Để xem anh Lâm có phục thù được không. Hiệp thứ nhất đã kết thúc nhanh chóng. Tèn tèn tèn. Bị lỗi rồi. Thật. Hai vận động viên đổi Rubik để sáo chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu thứ 2. Tờ 20.000 của Dương đã mang đi thách đấu hai anh và hai anh kia đã không giành được phần thưởng 20.000 và hôm nay là lần thứ 3. Có lẽ là 20.000 sẽ mất. Dương nghĩ là mất đâu. Chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Hai vận động viên lưu ý là thi đấu trong 5 hiệp. Người nào giành chiến thắng 3 hiệp thì sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc. Hiệp thứ 2 đã đi được nửa chặng đường rồi. Quan sát hai vận động viên thì bố dự định là hiệp 2 người giành chiến thắng có thể vẫn là anh Lâm. Nhưng chưa biết, các bạn hãy đợi xem. Dương đang bị lỗi công thức hay sao ấy? Ai bẻ góc. Lại còn bẻ góc. Không, của anh Lâm mượt cực. Hai vận động viên đều thi đấu Rubik. Mắt giống nhau. Về hai. Cái gì nhỉ? Rubik gì nhỉ? 354 V2. Sau hai hiệp thi đấu đã diễn ra thì anh Lâm giành chiến thắng 2-0. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì Lâm chỉ nhanh hơn em Dương tích tắc mà thôi. Và hai vận động viên chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu thứ 3. Hiệp này có ý nghĩa quyết định ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận solo ngày hôm nay. Nếu mà anh Lâm thắng trong hiệp thi đấu thứ 3 thì có nghĩa là anh Lâm sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Cố lên Dương. Sao vậy? Rồi đâu mà mát à? Đấy là một điểm không tốt rồi. Hai vận động viên quan sát. Xong chưa? 1, 2, 3.
Lâm đã mỉm cười rồi, cố lên Dương ơi. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong hiệp thi đấu quyết định này đây? Hiệp thi đấu thứ 3, người nào giành chiến thắng trong hiệp thi đấu này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Rất may mắn cho Dương, trong hiệp thi đấu quyết định thì Dương lại là người giành chiến thắng. Trong những trận solo trước thì Dương hay lội ngược dòng, thua những hiệp trước và giành chiến thắng ở những hiệp sau. Lật kèo. Cũng có thể hôm nay Dương lại lật kèo một lần nữa. Anh Dương hãy cẩn thận nha. À quên, anh Lâm. Hai vận động viên đổi đuối thì sao nào? Tôi đổi rồi ạ. Sao chưa? Rồi ạ. Hiệp thi đấu thứ tư chuẩn bị bắt đầu. 1, 2, 3. Sau 3 hiệp đã diễn ra thì tỷ số lúc này đang là 2-1 nghiêng về anh Lâm. Và đây là trận thi đấu thứ tư mà hai bạn nhỏ này gặp nhau. Trong 3 trận trước thì Dương giành chiến thắng 2. Nếu hôm nay Lâm giành chiến thắng thì hai bạn nhỏ này cân bằng tỷ số 2 đều. Và cái tờ 20.000 này Dương đã đi thách đấu với hai anh rồi, Đức và Bi Béo đều không giành được chiến thắng. Và hôm nay là người thứ 3 Dương mang đi thách đấu. Ai sẽ người giành chiến thắng hiệp tư? Ha ha. Úi giời ơi, mới em mà vàng. Có lẽ nào Dương này lật kèo một lần nữa. Có lẽ nào tập viện kinh lắm mà. Nào. Hết sức căng thẳng. Cố là người quay hai bạn nhỏ nên cảm thấy còn hồi hộp hơn cả hai người đang thi đấu. Đây là hiệp thi đấu quyết định. Người đang có tâm lý tốt hơn đó là em Dương. À, anh Lâm cố gắng nhá. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Ai giành chiến thắng trong hiệp thi đấu này cũng là người xuất sắc. Bởi vì hai bạn nhỏ đang có tỷ số là 2 đều. Trình độ rất là sát sao. Hiệp thi đấu quyết định đây. Hai bạn xoay tốc độ chóng mặt luôn. Xoay nhanh thì cũng phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần lỡ tay một cái là sẽ làm hỏng công thức. Xong ạ. Ok. Và em Dương cũng xong. Chỉ một tí đầu tèo. Ui. Không sao cả. Như vậy là tốt lắm rồi. Bởi vì trình độ của em Dương đã được rút ngắn so với anh Lâm. Trong hiệp thi đấu thứ 5 này, anh Lâm là người giành chiến thắng với thời gian xít sao trước em Dương mà thôi. Và kết quả của trận đấu đã rõ ràng. Anh Lâm giành chiến thắng 3-2. Và em Dương nghe trao cái phần thưởng này cho anh Lâm. Và để cho thoải mái thì sẽ thi đấu thêm 2 hiệp nữa. Đây là 2 hiệp gọi là 2 hiệp phụ, không có phần thưởng. Ui rồi, con làm bao lần lần nhiều quá quen rồi, con cá cũng làm nổi. Có gì mà phải buồn. Anh Lâm thua con suốt đây, hôm nay anh thắng lại là chuyện bình thường. Và tỷ số lúc này mới là 2 đều mà. Sau 4 lần gặp nhau thì hai anh em có tỷ số đang là 2 đều. Dương có vẻ tiếc nuối bởi vì cái hiệp thi đấu thứ 5 này thì sau anh Lâm một chút thôi, không được khóc. Khóc rồi sau không ai chơi đâu. Có thi đấu theo hiệp phụ không? Ok. Nhanh. Sự quyết tâm như vậy cũng rất là tốt. Các bạn thấy này, chơi cái gì cũng phải có quyết tâm. Em Dương chỉ rơi nước mắt một chút thôi nha, không sao cả. Bởi vì em ấy tiếc nuối cho cái hiệp thứ 5 thì sau, có nghĩa lẽ là trong lúc giải nó có bị lỗi một chút công thức gì đó nên em mới tiếc lắm. Những giọt nước mắt đã rơi, ok, trong thể thao những giọt nước mắt rơi là chuyện bình thường. Và đây là hiệp thi đấu thứ 6, đây được gọi là hai hiệp phụ. 1, 2, 3 bắt đầu. Cố gắng lên. Cố gắng lên nào. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong hiệp thứ 6 này đây? Xong ạ. Và người giành chiến thắng vẫn là anh Lâm. Cạnh kia. Cạnh đâu? Và ta sẽ thi đấu hiệp cuối cùng. Hiệp thứ 7. À, một fan đang thì rất là ngơ ngác.
Hello, xin chào các bạn ạ. Hiệp thi đấu thứ 7. Xong chưa? 1, 2, 3 bắt đầu. Cố gắng lên Dương. Tỷ số lúc này sau 6 hiệp đấu đang là 4-2. Và đây là hiệp thi đấu thứ 7. Hai bạn nhỏ đang thi đấu thêm 2 hiệp phụ. Trong 5 hiệp chính thì anh Lâm giành chiến thắng Dương với tỷ số là 3-2. Và trong hiệp thi đấu thứ 7, em Dương là người giành chiến thắng. Ok. Tóm lại là hai bạn nhỏ có trình độ cũng không chênh lệch lắm. Sẽ tổ chức cho hai bạn này solo với nhau trong lần thứ 5 ở một ngày gần nhất. Thôi nào, làm sao khóc. Thôi để động viên khích lệ tinh thần của em Dương thì bố cũng thưởng cho em Dương 20.000. Cười lên, mẹ bỏ bà lợn nhá. Thua cũng được tiền và thắng cũng được tiền. Thôi bye, em chào tất cả các bạn thế nào. Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hẹn các bạn nhỏ những clip tiếp theo nhá. Bye bye.